xin lỗi mày nhá. Hôm nay phòng khám đông quá. Bây giờ tao mới xong việc. Không sao đâu, thế mày uống gì để tao gọi? Thôi, nước nôi làm gì? Tao sợ mày ngồi một mình rồi nghĩ linh tinh. À bây giờ đợi kết quả ấy, phải tầm 20 phút nữa. Sao? Mày thấy trong người thế nào rồi? Hiện tại thì tao thấy ổn mà. Nhưng mà thỉnh thoảng ấy, buồn nôn lắm, với cả bụng đau dữ dội luôn. Ăn thì cũng không ăn được, cho ra cũng chả xong. Giời ạ, mày phải đi khám ngay chứ. 3 tháng đầu thai kỳ ấy, là rất quan trọng đấy. Thì tao biết, cũng định đi khám rồi. Nhưng mà công việc của tao nhiều quá, rồi tinh rồi mủ hết cả lên ấy. Với cả tao cũng nghĩ đơn giản thôi, bây giờ bầu bí rồi, ốm nghén là chuyện thường mà. Cho nên bây giờ mày là chủ tịch rồi, mày phải điều khiển từ xa chứ. Để cho nhân viên nó lo, mày ôm đồm hết làm gì? Cái thai trong bụng bây giờ mày là nhất, mày phải giữ gìn sức khỏe chứ. Thế ông Hiếu nhà mày đã biết chưa? Chưa. Lão Hiếu đi công tác suốt thôi. Hai vợ chồng cứ như là mặt trăng với mặt trời, có gặp được mặt nhau đâu. Ở nhà thì cũng còn bà mẹ chồng, nhưng mà còn nói là cũng như không ấy. Khổ thế chứ. Mày phải nói cho chồng mày biết chứ. Cái thai trong bụng bây giờ ấy là của hai người, chứ không phải mày chửa hoang đâu. Mày lo mình làm gì? Thôi, cứ chờ kết quả xem như thế nào đã rồi tính. Alo. Vâng vâng. Sao đấy, có kết quả rồi à? Làm sao? Sao mặt mày căng thẳng thế? Theo kết quả và xét nghiệm ấy, thì mày bị u nang buồng trứng. Thì có ảnh hưởng cái gì không? Có lẽ do thăm khám quá muộn, cho nên xu hướng phát triển nó đang gia tăng kích thước ấy. Nên chắc sẽ phải theo dõi để xem là u lành hay u ác. Mày cũng phải thăm khám thường xuyên để theo dõi nữa. Mày cũng đừng lo lắng quá, vì tình trạng u ác này rất là hiếm gặp. Hiếm gặp chứ không phải là không có đâu. Bây giờ tao mang thai lần đầu như thế này, mày bảo tao không lo lắng làm sao chứ. Thôi mày đừng nghĩ ngợi làm gì nữa. Bây giờ mày nghe tao, tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, ăn uống điều độ vào, và thường xuyên thăm khám để theo dõi xem thế nào nữa. Mẹ. Hương về rồi đấy hả con? Con uống nước không? Mẹ lấy nước cho nhá. Con không uống đâu ạ. Nhưng mà mẹ lại mang bạn bè về đây cờ bạc đấy ạ. Nhà nồng nặc mùi khói thuốc thôi. Con bị dị ứng khói thuốc mà sao mẹ cứ để người ta hút thuốc trong nhà thế? Thì họ cũng chỉ hút chơi vài điếu thôi con. Mẹ cũng nhắc rồi đấy chứ. Nhưng bây giờ chả nhẽ khách ta đến chơi nhà, mình lại bảo họ đi ra tận cửa hút thuốc thì nó bất tiện con ạ. Bên ngoài thì như thế nào cũng được, nhưng mà trong nhà, con bây giờ có bầu, không chịu được mấy cái mùi ấy đâu. Mà mẹ cứ mang bạn bè về đây cờ bạc thôi. Suốt ngày lấy lý do bầu bí ra để lèm bèm. Thế con tưởng mỗi mình con là biết chửa đẻ ạ? Biết ốm nghén à? Không phải là con khó tính cái gì cả, nhưng mà bây giờ mẹ xem, nhà nồng nặc mùi thuốc, tàn thuốc lá đầy hết nhà như thế này. Không chỉ sức khỏe của con, còn sức khỏe của mẹ nữa, nó sẽ bị ảnh hưởng đấy. Bây giờ mẹ không nghĩ cho mình thì phải nghĩ không gian chung, nghĩ cho con cháu chứ ạ. Này, tôi nói cho cô biết nhé, cô có bạn bè, thế chả nhẽ tôi không có bạn bè à? Cô đi ra ngoài ăn uống tụ tập với bạn bè, với đối tác, tôi có nói cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ động một tí cô lại bảo tôi là rủ rê bạn bè tụ tập rượu chè bê tha. Tôi hỏi cô nói thế có được không? Con có tư cách gì để cấm cản mẹ có bạn cả? Nhưng mà mẹ cứ mang cờ bạc như thế này về nhà là không đúng rồi. Con với chồng con đều là dân làm ăn, ra ngoài đường cũng có chút địa vị. Bây giờ mẹ để hàng xóm nhìn thấy lại dị nghị không hay đâu ạ. Với cả con bây giờ có nhiều việc phải lo lắm, không có tiền để trang trải nợ nần cho mẹ nữa đâu. Cô không phải nhắc khéo nhá, nợ tôi sẽ trả. Mà cũng bởi vì tôi cố chơi để cưỡng gạt lại tiền để trả nợ cho cô đấy, chứ tôi ham hố gì đâu. Cô yên tâm nhá, cô sẽ trả hết nợ cô cho vay. Thank you.
Anh lại đi công tác đấy ạ? Ừ, lần này anh đi công tác vài ngày. Sao anh cứ đi công tác đột xuất thế? Thì kế hoạch đã lên trước được vài tháng, nhưng mà dạo này anh bận quá nên là chưa nói được với em. Con à, con ở nhà phải nghe lời mẹ, không được quấy nghe chưa? Mà em ý, từ sau nó cũng đầy đủ vào. Em phải ăn cho mình em nữa đâu, mà em ăn cho cả con nữa đây. Em biết rồi mà anh cần phải lo đâu. Mà thôi, anh phải đi ngủ đây, mai phải đi làm. Mà anh này. Sao đây, có chuyện gì quan trọng không? Cũng không có gì đâu ạ. Thôi, để lúc khác nói chuyện đi. Anh mệt quá rồi, anh đi ngủ trước đây. Anh, lần này mình đi du lịch mấy ngày đấy? Đừng có bảo với em mà đi hôm trước hôm sau về nhá. Em không chịu đâu. Thôi nào, em sao thế? Mình đã chuẩn bị hết rồi mà. Em đã mua chục bộ váy áo xinh đẹp rồi. Bây giờ đi có 2 ngày, làm sao mà em diện được? Em định đi trình diễn thời trang đấy à? Thì em đẹp, anh càng hãnh diện chứ làm sao. Có người yêu đẹp, dáng đẹp, anh phải vui chứ. Thôi, mất công đi rồi, đi 5 ngày đi. Về cho em bỏ công tắm trắng chứ. Thôi được rồi, em yên tâm đi. Anh đã chuẩn bị resort 5 sao rồi. Để anh làm lại thủ tục, rồi em muốn ở bao lâu cũng được. Thật nhá. Mà này, anh nhớ tắt điện thoại đi đấy nhá. Chứ em không thích công việc hay là mụ vợ của anh làm phiền đâu. Rồi, em yên tâm đi. Con vợ anh ấy, nó không bao giờ rảnh để kiểm tra điện thoại đâu. Mà ấy, em đã thích ý, thì ok, anh tắt điện thoại. Được chưa? Có thế chứ. Mà thôi, lên xe đi, em sắp chết nóng rồi đấy này. Rồi, ok. Mình đi thôi. Nói với mày rồi, mày phải nói với ông Hiếu nhà mày chứ. Lấy nhau về là để chia sẻ, mày ôm Dương làm gì cho rộng bụng. Nhà này một người vô tâm là đủ rồi, lại còn thêm cả mẹ chồng nữa. Tao chẳng hiểu mày sống trong gia đình này thế như thế nào. Thì tao cũng tính là chờ lão đi công tác về tao sẽ nói. Ai ngờ lần này nó đau bất chợt như vậy. May là u lành đấy, chứ không thì không biết như thế nào. Nhưng mà sớm muộn thì cũng phải cắt khối u thôi. Thôi, mày thu xếp công việc để đi mổ đi cho tao nhờ. Mà mổ nội soi ấy, nó không ảnh hưởng đến thai nhi, nó cũng rất là an toàn. Cho nên là mày yên tâm nhá. Tao cũng biết mà, tao cũng đang tính như vậy đấy. À, mày chờ tao một lát nhá. Mày làm cái gì đấy? Tao đã chuẩn bị tiền đưa cho mày rồi, để mày lo tiền bác sĩ bệnh viện giúp tao. Mày làm gì mà gấp gáp thế? Mày cứ nghỉ ngơi đi đã. Thì tao cũng chuẩn bị sẵn rồi mà. Nhưng mà lạ nhở, rõ ràng là tao để ngay ở đây mà, sao giờ không thấy nhở? Mày tìm chưa? Mày tìm kỹ xem nào. Nhà này thì làm sao mà ai lấy được? Thì tao cũng chuẩn bị 50 triệu đưa cho mày rồi, tao để ngay đây thôi, bây giờ không thấy nữa. Mày tìm kỹ xem nào. Thôi, để tao ra tao hỏi mẹ tao nhá. Mày chờ tao một lát nhá. Ừ. Con à, con uống cốc bột sắn đi cho nó mát. Sao không nằm nghỉ trong phòng cho nó đỡ mệt hả con? Mẹ này, 50 triệu trong phòng ngủ của con, mẹ có lấy không ạ? Con nói cái gì vậy? Con nói thế khác gì con vu oan cho mẹ lấy tiền của con? Thì con còn lạ gì mấy khoản nợ nần cờ bạc của mẹ nữa. Nếu mà mẹ cần, mẹ bảo con một tiếng để con đưa cho mẹ. Chứ mẹ là người lớn rồi, mẹ làm như thế buồn cười lắm. Cô nói thế mà nghe được à? Tôi hỏi cô nhá,
Số tiền của cô để đâu, cô có nói với tôi không? Cửa phòng cô, tủ cô cầm chìa khóa. Cô đừng có vu oan giáo họa cho tôi như thế nhá. Đúng là đồ con dâu bất hiếu. Mẹ có trách con bất hiếu thì con vẫn phải nói. Bây giờ chồng con đi công tác cả ngày, cả tháng, ở nhà mình con với mẹ thôi. Bây giờ con để đấy, nó mất, không phải mẹ thì là ai ạ? Này, tôi nói cho cô biết nhá. Tôi còn không biết cái số tiền của cô đầu ngang, mũi dọc như thế nào. Mà sao cô cứ khăng khăng vu oan giáo họa cho mẹ chồng đấy ạ? Cô tiêu kiểu gì? Mẹ, sao mẹ cứ khăng khăng không nhận thế? Nếu bây giờ mẹ làm thì mẹ cứ nhận cho con một tiếng. Con sẵn sàng bỏ qua hết tất cả, chứ mẹ đừng có như thế. Con nói với mẹ biết, con có một khối u ở buồng trứng. Số tiền đấy là con dành dụm để chữa bệnh đấy ạ. Để cứu con, cứu cháu của mẹ đấy, mẹ hiểu không? Tôi không thể nhận một cái việc mà tôi không làm được. Được rồi, tôi sẽ làm cho chuyện này ra nhẽ, cho cô sáng mắt ra nhá. Cầm anh. Mày bình tĩnh đi xem nào. Có thể cực đoan quá không? Chắc gì bà đã lấy của mày. Tao không tiếc cái số tiền đấy, mà tao tiếc cái lòng tin của tao quá. Không lẽ bây giờ đến người trong gia đình mà tao phải bật chế độ đề phòng à? Tháng nào ý mà chúng mình cũng đưa nhau đi trốn thế này thì thích anh nhở? Chỉ cần em ngoan ngoãn ý thì chuyện gì cũng ok hết. Thật nhá. Ok. Yêu anh mà, hôn gái. Sao mẹ lại ở đây? Rồi gì? Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà chúng mày dám môi kề má sát, ngang nhiên cặp kè như thế à? Mày ngồi xuống. Tao mà không ở đây thì làm sao bắt được tận tay con hồ ly tinh chuyên môn cướp chồng người khác như thế kia hả? Hương vào đây con. Mày đi công tác như thế này à hả? Mẹ, sao mẹ lại có bức hình như thế này? Tao cho người đi theo dõi mày ở khách sạn đấy. Nếu tao không như thế thì làm sao bắt được tận tay mày như thế này hả? Mày lấy tiền của vợ mày đi ba bồ nhí à? Mày có đáng mặt đàn ông không hả? Mày biết tiền ý là vợ mày dành dụm để đi chữa bệnh không hả? Hương, em bị bệnh lúc nào? Sao em không nói với anh? Tôi nói với anh được lúc nào chứ? Anh có bao giờ quan tâm đến mẹ con tôi đâu. Về nhà lúc nào cũng chỉ than ốm, than mệt, than bận. Tôi có một khối u ở buồng trứng. Số tiền đấy là tôi dành dụm để đi chữa, đi cắt. Vậy mà anh mang để đi bao cô ta. Anh xem anh làm bố, làm cha kiểu gì. Anh xin lỗi. Anh không biết là em dành số tiền đấy để chữa bệnh. Anh cứ tưởng là quỹ riêng của em, nên anh chót dại. Em cho anh xin lỗi nhá. Xin lỗi cái gì? Kể cả đấy là quỹ riêng của nó ấy, thì đấy cũng là tiền để nó lo cho gia đình, cho con nó, hiểu chưa? Mày xem mày có đáng mặt đàn ông không hả? Còn cô ấy, tôi thấy cô cũng xinh đẹp, có đuôi quẻ mẻ sứt gì đâu mà đâm đầu vào cái thằng con trai tôi hả? Ngoài kia thiếu gì đàn ông, tại sao cô phải đâm đầu vào cái thằng có vợ? Cô không biết đường mau mà cút ra khỏi đây đi. Cút. Cút ngay. Còn mày là cái thằng đàn ông ấy mà lại đi lấy tiền của vợ, đi sĩ gái. Mày thấy mày có thấy nhục không hả con? Còn không biết đường ra xin lỗi vợ đi hả? Còn đứng đấy làm gì? Ngu lắm. Hương à, anh xin lỗi là do anh vô tâm,
anh mù quáng quá nên gây ra lỗi lầm. Anh biết là lỗi này khó có thể sửa, nhưng mà anh xin em, vì con, em cho anh một cơ hội nhá. Mẹ ạ, con xin lỗi vì đã hiểu lầm mẹ. Mẹ tha thứ cho con nhá. Không phải xin lỗi đâu con ạ, cũng là do mẹ và thằng Hiếu không chỉ quan tâm đến con, còn mẹ thì mải mê bài bạc, chả chăm lo gì cho con, làm cho con buồn nhiều. Nhưng con ạ, thằng Hiếu nó biết lỗi rồi, con tha thứ cho nó nhé. Mình là phụ nữ, lạt mềm buộc chặt con ạ, giữ gìn hạnh phúc gia đình là trên hết. Con nhé. Thôi được, vì con, vì mẹ, em tha thứ lần này cho anh. Nhưng mà nếu anh có lần thứ hai thì... Thì anh sẽ chết vì em, anh cũng cam lòng. Các con ạ, sau chuyện xảy ra, chúng ta mới nhận thấy trong cuộc sống chúng ta còn nhiều điều sai lầm. Mẹ mong sau ba chuyện xảy ra các con sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Có con là bước sang một cánh cửa mới. Thằng Hiếu ấy, con nên nhớ con có được ngày hôm nay là nhờ vợ con đấy. Con biết chưa? Dạ vâng ạ. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Con cảm ơn mẹ. À, cảm ơn cục cưng của bố nữa nhá.